nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2023-2028 và hưởng ứng tháng công nhân năm 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Ân Phú tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm chăm lo kịp thời đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện. Với chủ đề Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Ân Phú đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công trình thi công xây dựng cầu kênh Mây Ba, thị trấn Ân Phú. Đây là công trình đăng ký thi đua với Liên đoàn Lao động tỉnh và cụm thi đua số 3. Để góp phần đảm bảo tiến độ xây dựng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã quy động 40 đoàn viên và công nhân, viên chức lao động tại 8 khối thi đua trong toàn huyện, ước tính trên 350 ngày công lao động cùng tham gia xây dựng cầu kênh Mây Ba. Đối với bản thân thì vừa là đoàn viên của thị trấn đoàn, vừa là đoàn viên của công đoàn cơ sở thị trấn, thì bản thân thì cũng mong muốn đóng góp cái sức lực của mình trong quá trình thi công cầu, qua đó cũng vận động anh em đoàn viên công đoàn cơ sở tích cực tham gia vào cái khâu xây dựng, rồi cũng như là khâu hậu cần để mà tham gia hỗ trợ cho đội thi công của chú Tư Sang từ huyện Thoại Sơn. Qua đây thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của công đoàn huyện cũng như là sự đóng góp của anh em công đoàn viên đối với việc thi công làm cầu để làm sao mà đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Bên cạnh đó, nhằm chăm lo về nhà ở cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động trên địa bàn trong tháng công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Ân Phú đã xây dựng kế hoạch và khảo sát 7 căn nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn, dự kiến sẽ xây cất vào cuối năm 2023. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện Ân Phú cũng tổ chức trao tặng 27 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Tổng số tiền trao tặng 13.500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn năm 2023. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn dẫn động công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Paugen Việt Nam hỗ trợ thăm hỏi và tặng 180 phần quà, mỗi phần quà trị giá 386.000 đồng và một căn nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó giúp đoàn viên và người lao động cảm thấy ấm lòng, an tâm công tác. Thì để hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân, nhân cái dịp kỷ niệm 137 năm ngày quốc tế lao động, thì theo đó thì Liên đoàn Lao động huyện có tổ chức các hoạt động tháng công nhân với cái mục đích là thăm hỏi động viên đoàn viên công nhân lao động, trong đó có đoàn viên là lực lượng công an quân sự, nhất là quan tâm nhất là đội ngũ cán bộ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Mục đích thì để nhằm động viên kịp thời và san sẻ cái khó khăn cho công đoàn viên và người lao động. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2023 đã tiếp tục khẳng định vai trò của công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, các đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.